Hello, xin chào toàn thể quý vị và các anh chị nhé. Hiện tại là bên em đang có mẫu xe Ford Transit 2008 và mẫu xe này thì bên em đang chào bán giá là hơn 100 triệu, 145 triệu anh chị nhé, 145 triệu này. Nếu mà quý vị và anh chị mà muốn sử dụng đời 2008 này thì cứ liên hệ cho em nhé. Chúng ta về chạy khách hay là chạy hàng thì chúng ta mua này về thêm hơn 10 triệu nữa hoán cải là ok này. Vâng, cái giá này em bán các bác để sử dụng với xe gần đến ngày Tết rồi. Chúng ta mua một chiếc xe này về hoán cải để chạy hàng trong cái dịp Tết Nguyên đán này thì em nghĩ rằng là cũng khá ra ra tiền. Vâng, rất là nhanh ra tiền luôn các bác ạ. Còn giá thì cũng hợp lý cho anh chị. Đấy, một mẫu xe khá là đẹp, chuẩn chỉ. Đấy, về thân vỏ các thứ là các bác cũng không phải làm gì cả. Và chiếc xe này nếu mà anh chị mà có sử dụng mẫu xe như này thì alo cho em nhé. Vâng, một mẫu xe các bác nhìn thấy rồi đấy, xe cũng rất là đẹp, cứng cáp, không qua va chạm gì cả nhé. Đấy, sơn xi tổng thành bên ngoài thì là chủ xe mới là rất là đẹp luôn. Đấy, anh chị nhìn này. Đấy, xe không có lỗi nhá. Vâng, cam kết luôn với anh chị ạ. Vâng, mẫu xe phải nói là rất là đẹp và màu trắng hợp với bác nào có cái bệnh mà hợp với màu trắng này thì cũng rất là tuyệt vời. Vâng, thì em đã đi vòng một vòng xung quanh xe rồi, là xe nó không có lỗi. Đấy, vỏ biết tất cả thứ là cũng mới sơn xi lại rất là đẹp. Đấy, anh chị mà có sử dụng như này thì chỉ sẵn sử dụng thôi, không phải làm bất kỳ về cái gì nữa nhá. Và sau đây em mời anh chị vào cái khoang nội thất bên trong ạ. Máy vẫn đang nổ nhá. Vâng, thực ra con này máy nổ rất là êm. Vâng, đây là nội thất bên trong của mẫu xe này, rất là đẹp anh chị ạ. Vâng, mẫu xe rất là tuyệt vời. Vâng, thì là cái mẫu nội thất này thì nó cũng bọc cái chủ xe bọc cái da này cũng khá là đẹp này. Trải sàn thì cái sàn cũng rất là đẹp luôn. Đấy, thì anh chị mà có cái lượng khách mà như công nhân hay là khách đi gần đến gần thì mua chiếc xe này thì nó cũng rất là nhanh lẹ vốn. Vâng, đấy, ghế rất là đẹp luôn nhá, sàn thì cũng rất là ok này. Đấy, em chưa dọn rửa gì nhưng mà phải nói là rất là đẹp. Và cái này cũng lên cửa điện rồi nhá, anh chị nhìn này. Đấy, cửa điện đi rất là nhẹ nhàng và êm ái. Đấy, chị thấy chưa? Cửa điện rất là êm, rất là tuyệt vời. Đấy, đấy là một mẫu xe rất là cứng xe các bác nhá. Em thực ra là những cái dòng xe như này mua cũng khá là nhiều. Vâng, đây là nội thất của chiếc xe Ford Transit 2008 đây các bác này. Đấy, các bác chỉ sẵn sử dụng thôi, không phải làm bất kỳ một cái gì nữa nhé. Vâng, bên trong của chiếc xe này thì chủ xe làm cũng khá là cẩn thận. Dạ, thì còn cái màn hình này em không biết là có sử dụng hay không thì em cũng không biết vì em chưa kiểm tra. Đấy, những cái này thì nó là chỉ vật vãnh bên ngoài thôi. Quan trọng là xe nó không đông đụng, không ngập nước, máy nổ êm. Máy như này, máy đang nổ như này là khá là êm luôn anh chị nhé. Vâng, máy đang nổ nhé. Vâng, một mẫu xe khá là tuyệt vời. Điều hòa thì cũng khá là mát mẻ. Vâng, điều hòa rất là mát luôn nhá. Thì anh chị mà có nhu cầu sử dụng mẫu này thì cứ liên hệ cho em. Và có hoán cải thì các anh chị cứ lấy về, xong là em hỗ trợ hoán cải cho anh chị. Chỉ có 14 triệu tiền hoán cải thôi anh chị ạ. Vâng, các bác cứ bảo là có mấy triệu không có đâu. Mấy triệu còn xong còn tiền đổi đăng ký, xong tiền đăng kiểm, rồi nó nhiều cái phát sinh ra nó phải lên tầm đấy anh chị nhé. Thì không phải là cứ thấy bảo người ta ở mấy triệu đâu, em không phải là em ăn chênh lệch gì cái đấy mà em giới thiệu thẳng cho các bác làm luôn, chứ mình không phải là chỉ hỗ trợ khách hàng một chút. Đấy, tiền chi phí đi lại và khám thứ thì nó phải rơi vào khoảng tầm 13-14 triệu đấy ạ, tùy từng vùng từng nơi anh chị nhé. Nếu mà anh chị mà cứ để cái biển như này, hoán cải em vẫn hỗ trợ cho anh chị hoán cải cái biển như này. Các bác dù các bác lấy ở về Hải Phòng thì em vẫn hỗ trợ được về Hải Phòng hoán cải biển này luôn. Vâng, em xin kết thúc clip tại đây. Nếu anh chị có nhu cầu về sử dụng dòng xe 16 chỗ mà đẹp mà ok thì cứ liên hệ cho em nhé. Vâng, ở đây là cửa hàng của bên em này. Vâng, nó khá là đơn giản, nhưng mà cái chuyện đơn giản nó không nói, mà cái chuyện là xe của bên em các bác đến sẽ có rất nhiều sự lựa chọn về các dòng xe cho bên mình nhé. Đấy, các bác thấy chưa, xe rất là nhiều nhá. Đây là ở đằng trước,
Và đằng sau kia nhà em vẫn còn xe đề cao nữa kìa. Đấy, chị nhìn thấy chưa? Đằng sau nhà em này. Đấy, còn rất là nhiều xe nhá. Rất là đẹp. Đây. Kia Ford Transit đời 2014 này. Ở đây đã là Ford Transit đời 2016 này, Ford Transit đời 2018 này. Và một chiếc Ford Transit này là 2008 đây. Và rất là nhiều xe, anh chị mà có nhu cầu sử dụng những mẫu xe như nào thì cứ liên hệ cho em nhé. Đấy, rất là nhiều xe nên anh chị cứ thoải mái đến chỗ em chọn các dòng xe cho mình ạ. Ở đây em xin kết thúc clip tại đây ạ. Và em xin chào toàn thể quý vị và anh chị ạ.